Bà Đen ở Tây Ninh, tượng Bà Đen Phật quy mô rất hoành tráng. Cảnh rất đẹp. Rõ thế, rõ nhỉ? Đứng thôi, đứng chụp mà.
Cái gì thế nhỉ? Vĩnh cảnh và đen. Và đen thắng cảnh từ ngày xưa, bao trọn năm qua, trải nắng mưa, trước mắt dập dờn là sóng lúa, sau non bát ngát nặng cau dừa, nguy nga điện thánh hồi trung vọng, sừng sững đài sen. Nhịp mõ đưa đẹp đạo vui đời, quên hội ngọc xa gần Nam Bắc, thỏa lòng chưa Tây Bổ Đà Sơn, lão làm xa hôn thích chi tịnh. Nhìn con nào đấy? Ok. Thôi đi.
đen. Đây điểm cắp treo. Mát nhỉ, sướng thế. Ấy lại nắng rồi. Tắt đây còn rộng mà. Làm ảnh lúc đấy đi nghỉ dưỡng vào đây anh nhỉ. Yep, that's something.